Xin chào các bạn. Hàng năm cứ đến cái giờ này thì cái tổ chức của NAMM Show sẽ được tổ chức ở tại Anaheim Convention Center, California, và tất cả những người nhạc sĩ cũng như tất cả những cái business liên quan tới với cả âm nhạc sẽ đến đây và tụ họp. Và hôm nay thì Vũ Công Trung sẽ chia sẻ với các bạn một cái video, tức là mình đi một cái dạo vòng tất cả để xem các cái hoạt động của cái NAMM Show, của tất cả những sản phẩm mới nhất của trong năm 2020 liên quan đến âm nhạc, từ giáo dục, từ đến các sản phẩm về thu âm, từ âm thanh, ánh sáng và tất cả các sản phẩm liên quan đến âm nhạc. Sẽ đi cùng gặp Vũ Quang Trung nhé. Và như các bạn thấy rằng là tất cả mọi người đúng 10 giờ sáng thì bắt đầu đi vào, và bên trái ở đây là các cái booth number để cho thấy rằng là mỗi một cái booth number đấy sẽ chỉ cho mình biết là một cái gian hàng, một cái sản phẩm của một công ty sẽ như thế nào. Chút xíu thì mình sẽ có thời gian thì mình sẽ đi vào đó. Phía đằng trước các bạn nhìn thấy là NAMM Idea Center. Ở đây tất cả các cái giáo sư cũng như tất cả những cái người làm business về âm nhạc thành công sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm để giúp cho các bạn từ marketing, từ làm thế nào để quản lý, từ làm thế nào để có thể mà mixing, rồi rất là nhiều những cái ý tưởng mới của năm để chia sẻ cho tất cả các bạn. Phía trên gác hơi xa kia các bạn sẽ thấy cầu thang đi lên, mọi người đi lên, và các bạn thấy là như vậy nó có 3 tầng và đây chỉ là một building thôi. Và hoạt động nó sẽ được diễn ra trong rất nhiều building ở tại đây. Có một những building khác thì chỉ dành riêng cho Yamaha, building khác dành riêng cho những là như là Roland, rồi là Pro Tools. Và đi lên trên này thì sẽ là có khi cả một cái tầng lầu không chỉ dành cho piano. Và bây giờ nhìn sang bên trái thì các bạn sẽ thấy trong cái màn hình này đang cho các bạn thấy rằng là những cái giờ nào, từ giờ nào đến giờ nào thì sẽ có những ai sẽ là cái người seminar, tức là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái business cũng như về âm nhạc. Như vậy là 10:30 về online sale, 11:00 Instagram, rồi 12:00, rồi 12:30 make up lesson, the lesson learned. Tất cả những cái idea giống như vậy thì đều được tất cả những cái công ty và những cái giáo sư mà rất là kinh nghiệm sẽ chia sẻ. Và phía đằng trước kia thì mình có thể thấy, mình sẽ đi tiếp tục. Và các bạn thấy là đây là đi lên gác, cái tầng 2 này sẽ dành cho rất là nhiều các sản phẩm thuộc về piano, guitar và một số drum ở trên đó. Và đây bạn nhìn thấy cái booth từ 8.000 cho đến 10.299. Và trong này thì mỗi một cái booth đó sẽ là một cái sản phẩm của một công ty. Và khi bạn đi vào bất cứ một cái booth nào á, bạn có bất cứ một câu hỏi gì thì những cái người đang chịu trách nhiệm ở đó sẽ giải thích cho các bạn biết. Và bây giờ thì Vũ Công Trung đang ở trong cái khu của Yamaha, và Yamaha sẽ giới thiệu tất cả những cái sản phẩm mới nhất của Yamaha trong cái năm nay. Có thể mình sẽ đi sang những cái góc của đàn, từ keyboard, từ piano và các đến tất cả các cái software, để các bạn có cái khái niệm về một cái chuyến đi của cái NAMM Show như thế nào. Và như các bạn thấy thì đây là một trong những cái buổi cũng có thể là giới thiệu sản phẩm đầu tiên, có thể giới thiệu về cái cây đàn piano mà mới ra của Yamaha năm nay là cái gì. Hello. Thank you very much. Good morning everybody. I only have a time slot of about 15 minutes. Normally to show this instrument I would need like 2.5 hours, so because it is so beautiful and you can do so many things. The most important thing, it is a Clavinova, it means it's a digital piano. It's the CVP, which is the Clavinova versatile piano. You can do anything with it that you want. There's a Geos platform of sound in it. It's just really amazing. So let me start by showing you the CFX sample, so the Yamaha Concert Grand. Thank you.
Sofer. Và bây giờ thì một trong những cái sản phẩm rất là đẹp, có thể rất là đẹp, rất là thú vị của Yamaha. Cái đàn này bạn có thể vừa đeo vừa đem biểu diễn, rất là đẹp phải không? Ước mơ đấy. Và bây giờ sẽ quay sát vào đây để các bạn nhìn thấy các chứ. Và cái tên của cái đàn này kia bạn thấy là Sonogenic SHS 500. Nó gồm có 38 voice, tức là layer âm thanh, và 48 notes polyphony. 38 này quarter inch layout, tức là có thể layout bằng quarter inch để ra jam finger backing. Có thể nói là rất là tuyệt vời nếu như mà mình lên sân khấu mà diễn một cái đàn nhỏ nhỏ như thế này. Chắc chắn là màu đỏ sẽ đẹp hơn đúng không? Vừa có band ở here, có octave, đổi octave ở đây, và có play forward, có thể là nó có thể gắn liền với cả một cái thiết bị để mà mình có thể chơi, đúng như là chơi cùng với backing track cũng được đấy. Và đây là một cái mẫu khác. Cái này là SHS 300. Và nó sẽ được gắn liền cùng với cả software. Khi mà mình chơi cái software này đồng thời á, thì nó cũng sẽ chơi, đúng là mình chơi với cả cái backing track đó. Đây là cái mẫu đàn SH 900 dành cho những người mà hứng thú đến One Man Band. Và bây giờ như các bạn thấy, đây là trong cái một cái góc nhỏ này của cái Yamaha, người ta sẽ chút xíu sẽ giới thiệu toàn bộ về các cái chức năng của đàn Montage hay là MODX. Âm thanh ra làm sao, rồi kết nối với nhau ra làm sao, rồi đôi khi nối với cả các cái software ra làm sao. Thì một chút xíu nữa đây thì người ta sẽ giới thiệu về toàn bộ cái sản phẩm, về các cái đàn synthesizer này. Và một cái góc khác thì toàn bộ về những đàn mà cho mọi người quan tâm đến là đàn One Man Band. Cái model là SX, có thể tăng toàn bộ bộ nhớ cũng như là âm thanh của cái cây đàn. Hiện giờ là mình chỉ đang đi dạo thôi, chứ mình chưa có đi trực tiếp vào một cái booth nào để đặt các cái câu hỏi, để các bạn có một cái khái niệm là trong một cái NAMM show của hội tụ trên thế giới nó sẽ được hoạt động như thế nào. Có thể nói đây nó cũng giống như là một cái ngày hội cho những người nhạc sĩ và những người mà liên quan đến âm nhạc.
bên trái đây là, các như các bạn thấy là đây là một trong những hãng kèn Eastman. Bên phải là publisher của Hal Leonard, giới thiệu về tất cả những cái giáo trình sách về âm nhạc sẽ ra trong cái năm 2020 này. Tất cả về software cũng như là những cái plugins cho những người mà hứng thú đến thu âm thì sẽ đi sang một cái building khác. Cái building này thì là dành cho những cái sản phẩm giống như là sách, giống như là trống, guitar, kèn ở đây. Có thể nói rất là vui khi mà metronome mỗi thứ đập một cái nhịp khác nhau, rất là vui. Ở trong cái building này thì các bạn thấy sẽ nhiều các cái sản phẩm liên quan đến gọi là live music, tức là diễn âm thanh ánh sáng. Ở đây bạn nhìn bên phải thấy như là Focusrite, và đây là gian hàng của Note. Các bạn có thể xem thử một vài các cái sản phẩm của Note trong năm nay. Đây là Note Stage 3. Nếu như các bạn có điều kiện mà tham gia ở đây, các bạn có thể thử để các bạn thấy là cái âm thanh mình có hứng thú trước khi mà mình có mua hay không. Và sẽ có cái giờ mà người ta sẽ có những người nhạc sĩ rất là nổi tiếng, người ta sẽ demo những cái sản phẩm này. Bên này là có trống phải không? Cái bộ trống. Rồi là Wave 2. Bên kia là Note Lead A1. Có thể nói là đây là mình chỉ là cưỡi ngựa xem qua thôi, bởi vì nếu như mình mỗi một sản phẩm mà mình muốn biết thật rõ thì mình sẽ phải đeo headphone, mình phải thử, và có khi một sản phẩm mình có khi phải mất đến ít nhất là 15-20 phút và 30 phút cho một sản phẩm. Hiện giờ thì Vũ Công Trung chỉ cho các bạn thấy một cái khái niệm là nếu như các bạn có cái điều kiện mà tham gia một cái NAMM Show như thế này thì nó sẽ vui như thế nào. Và đây là cái Novation MIDI Controller. Mình có 61 key, 49 key, 25 và cái này nhỏ hơn nữa. Có các cái pad để mình có thể chơi trống trên này, slide pitch bend modulation. Có thể nói là một cái key như này mình có thể bỏ trong một cái backpack, túi cùng với cả một cái laptop, mình có thể mang đi bất cứ mọi nơi. Và hiện giờ theo như Vũ Công Trung nhìn thấy là cái launch key mini này nó đang bán là 109 và 99 cent. Cái này 25 key, tức là cái này thì đang bán là 150 US, và cái này 49 key là 200 và 61 key là 250. Đây là 61 key là 250. Mình có các cái button để có thể control, mình có các cái slider ở đây để mình, nếu mà mình nối với cả một cái door, tức là Pro Tools, Cubase, Logic, mình có thể control được nó, và mình có thể sử dụng các cái pad để làm phần trống. Vũ Trung thấy rằng là cái touch của nó, ok, nó hơi, tất nhiên là cái phím nhỏ thì nó đương nhiên nó sẽ phải nhẹ hơn, nhưng mà ok, mình cảm giác mình có thể chơi được. Và bên này thì hoàn toàn sẽ là bên về sound module cũng như là pad về cho drums. Các bạn biết là Chris Minh Donkey là người Việt Nam.
Thank you very, very much. On the keyboards, George Winnie. On drums, of course, Charles Ruggiero. And my name is Chris Mindoki, and I played his beautiful instrument called the silent bass. It's brand new, and it's a pleasure to play, and it's got this acoustic imaging built into it. And we'd like to show you a little bit about that. We'll play a song with some melody stuff. Maybe it comes through a little bit. This is a song called Home Sweet Home. Và đây là Alfred Music, một trong những cái publisher rất là lớn ở tại Mỹ. Và các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những cái người giáo viên các cái trường để mình xem các cái syllabus, các cái giáo trình side reading cho string, rhythm, orchestra. Tất cả các giáo trình nếu như các bạn xem là cái nào phù hợp với cả mình cho những cái giáo viên dạy tư nhân cũng như là các cái trường. Về phía bên này các bạn thấy rằng là ví dụ như là string orchestra, và cái này dành cho cello, viola, violin. Bên cạnh đó thì nó còn có các cái system khác như của Suzuki, phải không ạ? Và các bạn nhìn sang bên này thì sẽ thấy đây là gian hàng của Roland. Và tất cả mọi người thì đều muốn để thử các cái đàn như thế nào. Nếu bạn nhìn kia thì bạn sẽ thấy là cái schedule để cho mình biết rằng là đến 11 giờ sẽ là cái nhạc sĩ nào sẽ giới thiệu các cái sản phẩm mới của Roland trong năm nay. Đôi khi là trống, đôi khi là bass, đôi khi là guitar. Và mọi người sẽ sau khi những cái nhạc sĩ đã biểu diễn xong thì mình có thể đặt các cái câu hỏi, những cái gì mà mình đang thắc mắc. Bây giờ mình thử dạo qua một chút xíu cái gian hàng của Roland xem những cái sản phẩm như thế nào nhé. Và nhìn cái đàn này có thể nói là rất đẹp, giống như là một cái đàn ở một cái người hành tinh khác. Bạn nhìn cái ghế này đẹp như này, và cái đàn nó là Faces Grand Piano Roland, nó là GPX F1. Bạn nhìn cái đàn thấy không, đẹp từ cái ghế. Bạn nhìn từ cái chân của nó. Beautiful piano. Thank you so much. Oh, beautiful. Thank you. Wow, look. Và bây giờ là bên cái building mà hầu như tất cả những cái software nổi tiếng cũng như rất là nhiều các cái sản phẩm nổi tiếng. Ví dụ như bạn nhìn ở xa đây, Audis, ở xa nữa là Genelex, phải không? Và ngay gần đây đó là Tascam. Tascam giới thiệu một loạt các cái sản phẩm gọi là portable để đi vừa thu âm. Microphone và những cái sản phẩm portable để mà có thể mà giống như cho video và đi thu âm rất là tiện. Bên cạnh đó thì Tascam ra một loạt các cái audio interface. Cái này là series là 208i và 4 channel. Và ở đây trong một cái không khí mà có thể nói rất là ồn ào, nhưng mà cái âm thanh mình nghe lên mình thấy rất là mộc. Và mình sẽ đi tiếp sang bên đây. Mình sờ qua để trở lại với cả các cái đồ analog, cho mixer, cho guitar. Wow.
Wednesday. Wednesday core, electric piano. SV2. Và các đồ về các bạn mà yêu thích về analog synthesize. Rất là đẹp. Không có nặng lắm. Phím nhỏ. Đủ. 3 octave. Và toàn bộ đây là hệ thống của Analog Mini Log XD. Các cái model khác nhau. Hiện giờ thì chưa có biết rằng là giá của mấy cái đàn này như thế nào, nhưng mà thường một cái model này đưa thì sau khoảng độ nửa năm thì nó bắt đầu sẽ được đưa ra thị trường. Và Chrome, cái Chrome của năm nay thì sẽ có thêm cái model là EX. Về cái phím touch ấy, thì không có khác, nó cũng vẫn nhẹ giống như vậy. Nhưng mà về âm thanh thì mình chưa thử, mình chưa biết được âm thanh ra làm sao. Và bây giờ là thế giới của digital analog. Cái này là một analog modular system. Và khi nhìn hết tất cả sang bên phải đây thì tất cả về connection, ví dụ như là các bạn về network, ví dụ như liềm lúc có thể nối 3-4 cái computer, hoặc là có thể ở rất là xa để mà cùng thu với nhau, mà cái network mình cũng mà có thể mà không có bị latency. Thì những cái hệ thống như thế này, khi mà một cái phòng thu mà đôi khi mà mình ở những cái lúc rất là xa, ở những cái phòng control và phòng thu rất là xa, thì rất là cần thiết những cái này. Và có thể nói mình đây là chỉ nói là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nếu như mà đi vào một cụ thể như là DPA, các bạn đều biết là một trong những cái hãng để thu rất nổi tiếng cho piano, cho các cái nhạc cụ khác nhau. Ở trong cái building này thì hầu như là những cái hãng rất là nổi tiếng. Còn những cái hãng mà giống như là bắt đầu bây giờ của Trung Quốc, của China thì người ta bỏ xuống cái tầng hầm, cái ngầm. Cái đấy thì bán và rẻ hơn nhiều. Còn trên này là những cái hãng của Đức, của Âu Châu, rất là những cái hãng mà đã có danh tiếng rồi thì sẽ được ở cái building này. Ngay kể cả về cable, các bạn cũng có thể thử xem với cái quality của cái cable là Monster cũng như là Mogami. Một cái dãy như này, tất cả mỗi một cái gian hàng nhỏ này là một company. Ví dụ như các bạn đang thấy đây là IK Multimedia. Nó chỉ nhỏ như vậy thôi, và tất cả các cái sản phẩm mà các bạn có thể thử trên các cái plugins để thử. Bên trái các bạn sẽ thấy là Focal, một trong những cái hãng mà rất là nổi tiếng về monitor, về headphone. Thank you.
nay Focal cũng ra một loạt các cái sản phẩm mới. Bản thân Vũ Công Trung cũng có cái Focal Spirit 2 năm trước, cũng từ đi Nam Show mà thèm quá liếm mép cả năm sau thì quyết định mua. Lúc đó là cũng 350, 400 gì đó. Nhưng bây giờ Focal ra một loạt các sản phẩm mới, thử xem có cái headphone gì. Cái model này thì gọi là Aulechia. Âm thanh nó rất là mộc. Và cái preamp đang nghe của SPL. Và trên cái iPad này thì nó để cho các cái loại nhạc, tùy mỗi một người thích cái loại nghe âm nhạc nào thì mình sẽ thử loại đó để mình kiểm tra cái headphone này có phù hợp với mình hay không. Và đây là Studio Furniture, hãng là Zao. Thì năm ngoái thì Vũ Công Trung cũng đã có một cái bàn như này, nhưng mà năm nay thì đổi, người ta đã đổi cái thiết kế một chút xíu. Đây là một trong những cái hãng của bên Âu Châu. Cái quality của nó rất là tốt. Nhưng mà đến cái năm nay thì cái cách design của nó khác rất là nhiều. Như các màn hình mình đều nhìn xuống để thay, bởi vì mình ngước cái cổ lên mình sẽ rất là mỏi cổ. Liêm lúc các bạn có thể nhìn được 3-4 cái màn hình ở bên dưới, rất là tiện lợi. Còn cái màn hình bên trên có thể sử dụng cho cái bên video. Bây giờ thử vào gần một chút xíu nhé. Và tất cả những cái về acoustic khi làm cho phòng thu như vậy, các bạn thấy observe rồi các cái material cho mình sẽ thấy là các bạn nhìn mặt lên đây trông giống như là để giống như là đang đá đấy, nhưng mà thực sự ra bên trong này nó rất là mềm để nó có thể observe âm thanh, nhưng mà mình decorate lên thì trông vẫn rất là đẹp. Thì cái công ty mình đang thấy đây là V Acoustic Innovation Acoustic Solution. Trông giống như đá nhưng mà là một shop. Recording. Người music producer. Tuyệt vời. Và bên này thì như các bạn thấy là người ta đang có cái một cái nhạc sĩ để seminar cho mình xem là các cái bản mixer này sử dụng ra làm sao. There was two inputs. There was always a cello or a violin or fiddle. There's another guy with fiddle. That's where I did it. Và đây là Genelec. Trong cái phòng này thì bạn có thể ngồi và nghe thử
đây là cái cơ hội mà rất là khó, bởi vì mình không có thể nào mà có cái cơ hội để mà thử những cái cặp loa mà có thể nó rất là đắt tiền, lớn to nhỏ, trước khi mà mình quyết định là mình sẽ mua như thế nào. Tất nhiên ở đây thì không hoàn toàn chính xác được bởi vì nó rất là ồn xung quanh, nhưng mà mình cũng có được cái khái niệm. Và đây là Roland Phantom, có mix thêm cái màu cam rất là đẹp. Đây là cơ hội tốt nhất các bạn có thể thử âm thanh của từng cái đàn, từng cái nhạc cụ trước khi mà mình quyết định là mình có mua hay không.